Xin chào anh em, mình đang cầm một con Vivo là lạ nè nha, là lạ nha. Rồi nhìn thấy có cái gáy là thấy cũng lạ dữ rồi đó. Rồi thao tác này là lạ quắc luôn nè anh em. Vivo màn hình gập anh em à. Rồi anh em nào biết đến mình cũng biết mình làm chuyên về Samsung Fold và Z Flip như thế nào. Nhưng mà gần đây thì những hãng Trung Quốc họ cũng bắt đầu lấn sân vào làm máy gập nhiều rồi anh em. Lấn sân vào làm rất là nhiều, và đây là một điển hình, đây là con Vivo X Phone 2, Samsung Z Phone 2, còn Vivo là X Phone 2. Nó cũng na ná cái tên như vậy, không đặt một cái tên khác biệt hoàn toàn, tạo dựng thương hiệu của mình. Mấy anh này anh cứ thích đặt na ná cái chữ của bên Samsung. Rồi tuy nhiên điều đó không quan trọng bằng cái vấn đề bây giờ máy này nó đang gặp một cái lỗi, đó là mất loa. Cái lỗi mất loa này thì rất là quen thuộc khi mà chúng ta sử dụng Samsung Fold và theo dõi trên channel của mình. Hình đã nhiều lần nói với anh em lỗi mất loa trên Samsung Fold nó do cái hệ thống cáp, gọi là cáp gập, nó hư. Vậy thì đối với con Vivo X Fold 2 này như thế nào? Theo mình nó cũng là vấn đề đó thôi, nhưng mà nó khó khăn hơn ở một chỗ. Thứ nhất là linh kiện ở đâu để chúng ta làm, cáp ở đâu để chúng ta thay. Nó đâu phải là Samsung với hệ thống linh kiện dồi dào, và nó chỉ bán sắp tay, cái máy này không bán chính hãng tại Việt Nam. Cáp ở đâu để chúng ta thay bây giờ? Và có cáp rồi thì chúng ta có đủ kỹ thuật để thao tác trên một cái máy lạ lẫm như thế này hay không? Ok, hẹn gặp lại ở anh em ở một cái video clip, nhưng mà chắc sẽ rất là lâu nữa mới quay được, tính bằng tuần anh em nha. Tại vì sao? Bởi vì bây giờ Thịnh bắt đầu bước vào nghiên cứu. Đây là cái máy lần đầu tiên mình nhận được, mình phải nghiên cứu về kết cấu, nghiên cứu về linh kiện và tìm kiếm cái hệ thống cáp để mà thay cho máy này. Rồi cảm ơn anh em. Anh em nào yêu thích xem những cái video clip về máy gập thì đón xem nha. Hơi lâu một xíu nhưng mà hy vọng sẽ có kết quả tốt đẹp.